Rồi, hello, xin chào mấy anh trai ha. Chúc mấy anh trai cầu thủ ngày mới thật nhiều sức khỏe ha, tràn đầy năng lượng nha mấy anh. Bữa nay tiếp tục lên mẫu lửa câu ha, mỗi câu vip với em cho anh em tham khảo ha. Rồi đầu tiên là mẫu này, mẫu số 3, mẫu đuôi liền ha anh em. Mẫu số 3, mẫu đuôi liền ha. Mẫu này đẹp lắm nha anh em. Mẫu này anh em cấp kéo hay là dịch gì cũng ok cho anh em. Em thích kéo dịch gì cũng ok ha. Mẫu này là mẫu đa dụng ha anh em, anh em muốn chơi sao cũng được ha. Mẫu này em làm bằng thép xịn ha, thép lò xo xịn bao cứng cho anh em ha, bén lắm nha anh em. Anh em chuyên nhảy đâm má đào mắt ha, dòng này thì chuyên đâm má đào mắt ha. Cái câu bên em là canh chỉnh đồ kỹ lưỡng lắm nha anh em, táp là lụm, nó bập là lụm nha, chuyên đâm má đào mắt ha. Rồi cái mẫu này em đang cầm trên tay là mẫu số 3 nha anh em, mẫu số 3 ha. Mẫu này thì cái cộng em đang cầm là cộng cộng 2D8 nè, cộng 2D8 dài 65 ha. Cộng này em bán giá 250 không bao ship nha anh em ha. Rồi cộng này cộng 2D2 dài 50 nè, cộng này em bán giá là 200 không bao ship nha anh em. Thép này thép xịn nè, cộng này anh em kéo cá từ 1,5 kg 2 kg trở lại thì ok ha, cộng lớn này từ 2 kg trở lên ok, anh em kéo vô tư. Thép xịn bao cứng cho anh em kéo thoải mái ha. Dầm nè nè, thép xịn nha anh em, chuyên đâm bá đạo mắt ha. Rồi tiếp tục lên cho anh em tham khảo mẫu trứng rùa anh em. Mẫu mẫu thép xịn nè, ngoài đẹp lắm nha anh em. Mẫu đưa liền anh em nhìn kỹ, đẹp từ cạnh góc là đẹp lắm nha anh em. Mẫu này chuyên trị mấy cá thép nhảy ha, cá thép nhảy là cực kỳ ha, đẹp lắm nha anh em. Làm thép xịn ở ngoài nha anh em, nhìn đẹp lắm ha. Đuôi liền. Cộng này em đang cầm là cộng 2,8 nè anh em. Cộng này anh em kéo cá từ 2 kg trở lên ha. Cộng này cứng lắm nha anh em, thép xịn ha. Anh em cứ yên tâm cái độ bén như độ cứng nhảy nó ha. Chuyên đâm má đào mắt nha anh em. Đẹp lắm ha anh em. Rồi cộng này em đang cầm trên tay là cộng 2,8 nè nha. Bán giá là 250 ha, không một ship anh em ha. Cộng này cộng 2,2 nè. Cộng 2 dài 50 nè, 200 ha anh em. Cứ vậy ha, không bao ship ha. Anh em nào đặt hàng thì em để số điện thoại trên màn hình đó, anh em cứ điện em trực tiếp đi hoặc là nhắn tin Zalo em tư vấn cho anh em. Này nè, giấy nha, là nồng cỏ nha anh em, nồng cỏ giấy thiệt ha, nồng cỏ giấy thật, ngoài đẹp lắm nha anh em. Em có nồng điện nữa nha anh em, nồng điện thì cộng cũng vậy thôi, cộng 2D2 và 50 thì em bán giá là 200 ha, còn cộng lớn thì 2D8 về 60 thì em bán 250 anh em, đẹp lắm nha anh em. Này cái lưỡi này có lưỡi nhỏ là lưỡi đá lắm nha anh em, lưỡi này nhỏ chứ có vỏ ha. Lưỡi này thì cá 700-800 gram trở lại thì anh em cứ là chết cho nó nha anh em, cứng lắm nha, nhảy nó mấy cá lúc cứng mà táp bụp bụp nè, táp hổn là chết nó liền ha, chuyên đâm má đào vô má dưới mắt ha, táp cái bụp là đâm vô má liền nha anh em. Mẫu đuôi liền nha anh em, đẹp lắm ha, ngoài anh em nhìn nó ngý lắm ha. Rồi mẫu này em bán đồng giá 200 nha anh em, đồng giá 200 ha. Mẫu đuôi xịn, mẫu đuôi liền ha. Mẫu là thép xịn đẹp lắm nha. Rồi tiếp tục lên cho anh em tham khảo ha, mẫu thái ha anh em. Mẫu này anh em cũng thích lắm. Mẫu này anh em nhấp dịch hay là kéo cũng ok ha. Mẫu đuôi ghép nha anh em, mẫu này đuôi ghép ha. Mẫu đuôi ghép này em để cho anh em trải nghiệm ha. Một lưỡi vậy là 100.000 nha em, thép lớn thép nhỏ vậy em cũng để 100.000 ha, làm thép xịn ha. Nhưng mà cái đuôi ghép thì nó làm đỡ tốn công hơn cái thằng đuôi liền anh em. Anh em để giá cho anh em trải nghiệm ha. Làm vẫn làm là thép xịn ha anh em. Em nhìn lưỡi câu nè, ok lắm ha anh em. Em có đồng điện đấy nha anh em, đồng điện thì em bán giá là 150 ha, cũng vậy luôn ha. Đồng điện 150 không bao ship ha. Có đầy đủ cho anh em, đồng điện ha. Rồi cộng đồng đuôi ghép này thì 100.000 ha, cộng thép lớn nhỏ gì em cũng để anh em, đồng giá 100.000 ha anh em. Mẫu thái anh em. Mẫu này cực kỳ nhảy ha, chuyên đâm má đào mắt ha anh em. Rồi anh em nào có nhớ đặt hàng thì em để số điện thoại trên màn hình nha anh em. Kênh của em là kênh bẫy thép ha. Mẫu đuôi liền nhưng mà ố đuôi ghép nhưng mà nó anh em nhìn kỹ nó mới thấy nha anh em. Hàng này đẹp lắm nha anh em. Nhưng mà anh em nhìn kỹ nó mới thấy nó chỉ có một cái chấm nhỏ xíu thôi ha. Này có nè, chấm nhỏ xíu vậy nè ha, có lần ghép ha, thấy anh em, ngoài đẹp lắm nha anh em.
bao nhạy cho anh em ha. Rồi lần nữa cảm ơn mấy anh trai nhiều ha, chúc mấy anh trai thật nhiều sức khỏe nha mấy anh. Hẹn mấy anh trai lần sau ha.